chào toàn thể các bác nhá. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của Đức Trung Audio. Ok, các bác đã xem nhớ tặng em một like, một lượt chia sẻ nhá. Mà nào chưa đăng ký kênh, bấm đăng ký kênh để mỗi khi em ra video này anh em đều xem được nhá. Ok, thì thông báo với anh em là trong sáng hôm nay tiếp tục về cho anh em được 30 đôi loa Eric. Đấy, Eric hàng xịn sò anh em nhá, hàng xịn, hàng VIP. Dòng này ăn đứt cả mấy dòng B3 luôn anh em nhá. B3 thì nó đánh giá dòng chuyên miền đời. Đấy, gọi là dòng cho chất âm rất là hay, nhưng mà con này B3 như nào, nó con này nó gấp đôi bằng đấy anh em nhá. Còn dòng này thì nó cho ra tiếng nời cũng như là tiếng mic rất hay, nó là full 2 năm mà anh em ạ. Còn quan trọng là tiếng check, tiếng nời, tiếng mic, echo, tiếng anh em, tiếng alo nó rất là sáng anh em nhá. Tiếng nời rất là sáng luôn. Riêng cái dòng Eric này, cái Eric này anh em làm biết rồi. B3 được đánh giá là dòng bass cũng yếu. Đấy, B3 ấy mà check và lời nó rất là sáng. Nhưng mà con này Eric thì nó này B3 như nào thì con này nó lại gấp đôi bằng đấy anh em nhá. Thì con này thì rất là VIP, cái mã model là M32 M310 anh em biết rồi. Cái dòng chất âm cực kỳ là hay nhá. Công suất nó rơi tầm 200W, chế độ 8 ohm. Đấy anh em nhá. Con này anh em đánh âm ni cũng được này. Đấy, hoặc anh em đánh đẩy. Con này thì nó rất là xịn, hàng Eric anh em biết rồi. Thì thông báo bác là cập bến được 30 đôi, vừa cho anh em chở gấp vào đây được. Chỗ này là khoảng chục đôi anh em nhá. Chở gấp được chục đôi này, còn nguyên chưa dọn dẹp này. Cái nâu đi là mới tinh này anh em này. Cái nước sơn hàng xịn, hàng tây thì nó thiết kế nó rất là xịn rồi anh em nhá. Nhìn nó rất là xịn rồi. Đấy, nó đấy, còn video ngày mai em sẽ ra video mở nội thất cũng như là test trực tiếp. Còn anh em nào mua luôn bây giờ thì kết bạn Zalo em gửi trực tiếp nội thất với lại video test cũng như là ruột gan cho anh em xem anh em nhé. Đấy, thì đây thông báo bác, đây là mặt trước của nó này. Con này thì nó thiết kế là bát 25 thùng cân, nhưng mà cổ trang nó to như chiếc bát 30. Nên gia đình em khuyên các bác không cần 30 làm gì. Khi mà bác đánh với trầm ấy thì bác chỉ cần chơi em đôi 25 đã ok rồi. Đấy, vì quan trọng là lời mà. Trầm thì ra tiếng trống đã ra rất là uy lực rồi, không cần trống được bát mấy. Đấy, còn đây là mặt sau của nó này. Đấy, nó cọc noa rất là xịn anh em nhá. Đấy, cái này là đóng hai bên nước ngoài nó treo. Đấy, cho nên là nhìn cái mặt dưới của nó còn rất là đẹp rồi. Đấy, thì cái nỗ cọc noa nó đã rất là xịn rồi anh em nhá. Đấy, nó thiết kế thùng cân rất là đẹp anh em nhá, rất là đẹp. Đó, nhìn nó ưng luôn, đôi nào đôi đấy ưng luôn. Cái này em về em lau chùi rất là đẹp. Cái mã M310 thì em biết là cái bát trang rất là gấu rồi. Cái dòng này tiếng ra cực kỳ là VIP anh em nhá. Cực kỳ VIP. Mà em có bến được hơn 30 đôi đẹp. Đấy, anh em mà làm số lượng thì liên hệ trực tiếp qua em qua số điện thoại 0911 443 66 anh em nhé. Còn giá bán lẻ em bán rất là hợp lý thôi. Đấy, đây cho anh em xem ngắm qua một lần nữa cái noa của nó này. Về nguyên bản chưa lau chùi nhá. Còn cái này em chỉ cần lau là bán thôi này. Đây em nhìn này, lau là bán thôi anh em nhé. Đấy, còn cái noa này thì em bán luôn cho anh em giá là 5.900.000 một đôi. 5.900.000 một đôi. Nói chung là rẻ nhất thị trường rồi. 5.900.000 một đôi này anh em chơi được cái noa. Em bao cho anh em là zin đẹp 100% anh em nhé. Cái mã này là model đời cao nhất bây giờ rồi. Với thị trường nó bán là 7 triệu, 8 triệu một đôi. Nhưng mà em chỉ bán anh em là 5.900.000 đồng một đôi. Đây là giá bí mật trong video hôm nay. Anh em xem được. Còn mai em mở lỗ thất cũng như là dọn dẹp thì giá nó sẽ cao hơn một chút thôi anh em nhé. Đó, anh em là đặt nhanh thì kết bạn luôn qua Zalo cho em nhé. Giá khuyến mãi chỉ còn 5.900.000 đồng một đôi. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một video ngày mai. Bác nào chưa like thì bấm cho em một like ạ. Bác nào chưa đăng ký kênh bấm đăng ký kênh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.